Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập trước, Tiếu Không Trần đã bộc phát ra sức mạnh khủng bố của mình khiến Học viện Sử Lai Khắc rơi vào thế bị động. Đúng vào khoảnh khắc ấy, đối thức hành định liều mạng chặn lại công kích chí mạng của tên gia hỏa họ Tiếu kia. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, Sang Nam Nam đã thuấn di đến. Chỉ thấy sau khi màn khói bụi tan đi, cô nàng vẫn còn đứng vững trên sàn đấu. Vừa rồi, mỹ nữ xinh đẹp này của chiến đội Sử Lai Khắc đã sử dụng vô địch kim thân để ngăn cản công kích mạnh nhất của Tiếu Không Trần. Sau đó, dịch chuyển tức thời kích phát ra khống chế trọng lực chế trụ Tiếu Không Trần. Cuối cùng là thi triển yêu cung đá bay gã. Bởi vậy, sau một kích này, nàng cũng bị trọng thương. Không để sự can đảm và liều mạng của Nam Nam vô ích, đối thực hành trực tiếp phóng thích ra hồn kỹ vạn năm. Trước công kích toàn lực của Bạch Hổ phá diệt sát, Tiếu Hồng Trần xuất ra kim chi quyến luyến để đón đỡ. Ngay tại khoảnh khắc Mộng Hồng Trần đỡ lấy thân thể sư huynh của mình bị đánh bay, thì Trần Phi cũng đã bị hỏa diễm của Mã Tiểu Đào hạ gục và mất quyền thi đấu. Có thể nói, lúc bấy giờ chính là trạng thái mạnh nhất của hỏa diễm cuồng ma Mã Tiểu Đào. Nàng sử dụng bí pháp áp thúc hai hồn kỹ vạn năm với nhau, hắc hỏa phượng hoàng cư nhiên bộc phát ra hết thảy sức mạnh khủng bố. Trước tình thế Tiếu Không Trần bị thương cùng ba thành viên đã bị loại, những người còn lại của chiến đội Nhật Nguyệt quyết định giải phóng toàn bộ hồn đạo khí mạnh nhất để liều mạng. Chính tại thời khắc ấy, theo như chiến thuật của Chu Y, Bối Bối đã đứng ra thay mặt cả đội nhận thua. Điều này không chỉ làm đối thủ của bọn họ sôi máu, mà toàn bộ khán giả cũng tỏ ra phẫn nộ. Thấy vậy, vị công tước Bạch Hổ ngồi cạnh hoàng đế dùng hồn đạo khí khuếch âm lớn tiếng nói: "Tất cả im lặng, đội viên hai bên đã tận lực, thắng thua là chuyện thương tình của nhà binh. Một khi phát hiện ra kẻ nào lăng mạ tuyển thủ thi đấu, trực tiếp nghiêm trị." Tuy chỉ là câu nói đơn giản nhưng đầy khí khái sắt đá đã khiến đám người lập tức im bặt. Lúc này, nhìn theo thân ảnh vừa áp chế toàn bộ khán đài, Hoắc Vũ Hạo có chút khâm phục. Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn tràn ngập ý chí muốn trả thù. Ông ta có thể là một người có công và uy quyền với đế quốc, nhưng hoàn toàn không xứng đáng làm cha hắn, cũng không xứng với tình cảm mẹ hắn dành cho. Cũng trong lúc này, bên phía chiến đội Nhật Nguyệt, Tiếu Không Trần và Mộng Không Trần kiên quyết đòi ra sân để lấy lại công đạo cho hai tuyển thủ đang bị thương nghiêm trọng. Thế nhưng, người dẫn đội của bọn họ không đồng ý, ông không muốn tổn thất thêm một người nào nữa. Bởi vậy, hứa sẽ để hai người ra thi đấu trong trận 2-2-3. Bên phía Học viện Sử Lai Khắc lúc này cũng sôi sục ý chí chiến đấu. Người bùng lên độ khí mạnh nhất là Từ Tam Thạch, bởi sau trận đoàn chiến thì Nam Nam đã bị thương. Sau khi thương thảo thì Chu Y quyết định để Từ Tam Thạch lên thi đấu đầu tiên. Thời gian rất nhanh trôi qua, sau ít phút nghỉ ngơi thì trận đấu cá nhân cũng ngay lập tức được diễn ra. Trong trạng thái cả người tản ra huyền võ chi lực, đồng thời Huyền Minh Thuẫn cũng tiến hóa thành Huyền Võ Thuẫn, Tam Thạch mang theo sát khí và phẫn nộ bước ra sàn đấu. Đối thủ của hắn trong trận này chính là Ly Diễm, khát khao phục thù của tên gia hỏa này cũng vô cùng mãnh liệt, cho nên chiến đấu vừa bắt đầu đã trực tiếp phóng ra hồn đạo pháo kèm theo ly hỏa. Làm cho các thành viên Sử Lai Khắc thất kinh là sau khi tiến vào trạng thái đặc biệt thì huyền võ chi lực của Từ Tam Thạch có khả năng làm giảm uy lực của hỏa cầu. Thậm chí, hồn kỹ của hắn lúc này cũng phát sinh biến hóa, thấy đòn tấn công của bản thân vô dụng. Ly Diễm bạo phát ra ly hỏa lý võng gia tăng phạm vi công kích lên mức tối đa. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, Ly Diễm bỗng thấy đầu óc choáng váng. Chỉ trong tích tắc, gã ta đã trực tiếp bị dịch chuyển đến trước mặt đối phương. Đây chính là kỹ năng biến dị mới nhất của Từ Tam Thạch. Sau khi đã khống chế được đối thủ thì huyền võ chi lực hoàn toàn cuồng hóa. Từ Tam Thạch đồng thời phóng thích ra hai kỹ năng Huyền Minh Thuận Kích và đa trọng Huyền Minh Chấn để đánh bay Ly Diễm ra khỏi sàn thi đấu. Tuy nhiên, lực bạo phát kinh khủng này của hắn chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn. Bởi vậy, ngay khi đội viên thứ hai của Học viện Nhật Nguyệt ra sân, Tam Thạch quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Lần này, đối diện với Trần An, khi cận chiến, Tam Thạch đã rơi vào thế bị động bởi tốc độ cực nhanh của đối thủ. Tuy nhiên, sau khi bị đoản kiếm của Trần An đâm trúng ngực, hắn đã nghe thấy tiếng kinh hô của Giang Nam Nam. Nguy hiểm chí mạng biến thành động lực, Từ Tam Thạch lập tức bạo phát ra hơi thở mãnh liệt của hoang thú. Phía dưới đài, toàn bộ đồng đội của hắn đều thất kinh. Lúc bấy giờ, Bối Bối lên tiếng giải thích. Đây là kỹ năng huyết mạch của Tam Thạch sau khi triệu hồi huyền vũ trong trạng thái thanh tỉnh thông qua việc dâng hiến sinh mạng của một người để triệu hồi. Lời Bối Bối vừa dứt, trên lô đài huyền vũ đã giáng lâm, một thân ảnh thần thú khổng lồ xuất hiện trên sàn đấu. Chứng kiến uy áp mãnh liệt của quái vật này, Mã Như Long lập tức hét lên kêu trọng tài ra tay. Đáng tiếc, chỉ trong tích tắc, Trần An đã lập tức bị huyền vũ hạ gục và trực tiếp mất đi khả năng chiến đấu. Một màn này khiến toàn bộ chiến đội Nhật Nguyệt bùng lên nụ khí muốn báo thù. Thế nhưng, ngay khi ấy, Huyền Lão đã xuất hiện ở trung tâm lôi đài, chắn trước mặt Từ Tam Thạch. Chính cái hồn hoàn chói mắt của ông cũng phóng thích ra, khiến toàn bộ khán đài im bặt. Đến đây thì cũng hết tập 44 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.